Thì cuối tháng 2 rồi em đi qua đường thì chọc mắt một cái thôi là người ta đã đâm vào mình. Khi đó là liệt hết mặt bên phải, mình lúc đó mình không có biết, mình cứ nghĩ là mù thôi. Nó tất cả mọi thứ em cảm giác là nó đã bị tan biến, đã bị bay mất rồi. Và em là người là cánh chim đầu đàn của nhóm em. Em là trưởng nhóm mà em rất là muốn cùng những người đồng đội teamwork để tìm được thành công trong cái nghệ thuật này. Sau đó là em cũng lấy hết can đảm của mình ấy. Mặc dù tay còn yếu, em sẵn sàng em lấy em banh con mắt em ra. Em liều, mặc dù là biết là bên này ướt, ướt rất là ướt rồi. Nó là máu mà. Thì em banh ra thì em nhìn toàn màu đỏ không mà. Yes, vẫn còn nhìn được. Ok, thế là lúc đấy tự nhiên là mình dịu đi một tí. Và em tiếp tục rồi gia đình cùng em chữa trị các thứ. Thì được chẩn đoán thứ nhất là em bị chấn thương sọ não. Em bị vỡ xương gò má. Hôm nay là cảm ơn make up rất là nhiều, che đỡ cho em đi rồi. Thực ra đến thời điểm này mình vẫn phải điều trị, mình vẫn phải uống thuốc. Tại vì bác sĩ bảo em phải uống thuốc liên tục. Nếu mà em dừng thuốc một cái thì cái chấn thương trong não của em nó sẽ để thành sẹo. Ví dụ khi mà có tuổi, có một vấn đề gì đó nó nhức lên, em có thể bị tai biến hoặc là bị chấn thương ngay lúc đó, đột quỵ lúc đó. Bác sĩ nói là phải một năm khi mà mặt mình á, nó có cơ chế tự phục hồi đến một cái nhất định, phục hồi nhất định. Khi mà nâng cơ nhất định rồi thì bác sĩ mới động dao kéo vào để cho mình có cơ hội mà hồi phục lại như ban đầu. Nhưng mà nó vẫn bị lệch. Tầm đó là nó vẫn lệch rất là nhiều. Và cái sẹo này nó hằn lên rất là lớn. Thì sáng nào em cũng dậy em soi gương xem mặt mình sẹp bớt chưa. Thời gian đầu ấy, cứ mỗi ngày nhìn vào đấy, em lại gặp một cái cản trở, một cái bức tường rất lớn nữa đối với bản thân em. Đó chính là việc ngoại hình của mình. Nhìn vào toàn là thấy một con gấu trúc không à, đen xì xong rồi. Tức là nửa mặt này thì cái nó sưng bầm đó phải không? Ôi, nó to như thế này luôn. Bây giờ mình đi hát kiểu gì, mọi người sẽ coi mình ra sao? 3 tháng sau đó thì cũng bắt đầu có vài chương trình đã mời nhóm. Tại vì lúc đấy là mình bắt buộc phải đi thôi anh. Nếu mà không đi thì em nói thật là không có tiền thì không thể sống được. Mà mình còn là trưởng nhóm nữa, mình phải có trách nhiệm. Thực sự mình phải có trách nhiệm trong việc này. Vì bây giờ đi diễn như thế nào thì chỉ có cách là mình để tóc thật dài, để dài che cái này đi. Nếu mà che không được lại lấy một cái kính, mà kính màu á, mình lại đeo vào. 3-4 tháng trời không biết bao nhiêu bạn khán giả này, bạn fan, gia đình hay kể cả những người làm chương trình ấy thắc mắc à, ủa sao Ngọc để cái tóc phải xấu quá, mặt thì gầy gò, để cái tóc để trông như là nghiện ngập thế đó trai. Thực sự là mình rất là đau đớn đấy khi mà nghe những cái câu mà mọi người nói như vậy. Nhưng thực ra là mình không có trách gì, tại vì là những cái điều ấy mình cũng không muốn chia sẻ bày tỏ ra để cho ai thương xót mình hết á. Nên là thôi, mình cứ làm việc của mình cứ làm. Rồi đến bao giờ mà mình hồi phục rồi, ok mình sẽ kể lại câu chuyện này cho mọi người, để mọi người thấy là mình đã vượt qua như thế nào. Nhưng mà đối với em ngày hôm nay thì cái ngoại hình nó không quan trọng. Bây giờ em cứ vén lên như này thì em cũng chả có ngại gì hết. Vâng ạ. Và ngày hôm nay chương trình có một cái món quà rất là đặc biệt dành tặng cho Duy Ngọc. Xin mời những nhân vật đặc biệt xuất hiện. Mình cần gì? Giấc mơ nào cho nhau? Thời gian sẽ mau trả lời có muôn vàn ngôi sao. Rồi chúng ta sẽ trở thành dấu con đường gian nan. Sải cánh tung bay bầu trời khi những đam mê trong tim vẫn còn. Yeah! Vậy thì giờ mình cần gì? Oh. Và đó là The Wings, thưa quý vị. Yeah. Đây là hai thành viên của nhóm The Wings và cũng có thể là những người đã ở bên cạnh Duy Ngọc, chia sẻ cho mình, động viên cho mình tinh thần trong cái khoảng thời gian khó khăn đó, đúng không ạ? Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình nè. Lời đầu tiên cho phép em là Thành Đạt và Vô Thịnh gửi tới các cô chú, các anh chị nghệ sĩ và như toàn thể các bạn khán giả đang xem chương trình ca sĩ ẩn danh một lời chào trân trọng nhất.
vô lý. Tại vì sáng còn thấy hai đứa nó đang ngủ ở nhà. Thôi anh đi đi, quay tốt nhá. Diễn ha. Thực ra là hôm nay biên tập mà alo gọi tới đây bảo nhanh 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 là anh Ngọc sẽ ghi hình và sẽ có một món quà bất ngờ cho anh Ngọc, là hai anh em túc tắc dậy make up, đầu tóc rồi quần áo. Tuy nhiên là hai anh em thống nhất rồi là hôm nay là anh em mình sẽ mặc màu tối thôi để trưởng nhóm của mình nay sáng hơn mà bình thường. Vậy là ba em ở chung nhà luôn hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Wow. Em thì ngoài hoạt động nhóm ra thì kể cả về sự liên kết giữa gia đình và quê hương thì bọn em phải nói thật là không khác gì anh em ruột luôn. À. Là bọn em là coi như là những anh em thân thiết trong gia đình luôn. Nên là bất cứ gì hay là bất cứ chương trình gì bọn em đều có nhau hết ạ. Chúc mừng ba em. Ba em sẽ nổi tiếng. Anh chắc chắn điều này là tại vì thứ nhất, ngoại hình của ba em rất đẹp trai. Thứ hai, giọng hát hay. Thứ ba, cái nghị lực mà anh thấy từ trưởng nhóm của em. Em đã vào tới tận đáy sâu mà em vẫn có thể vật mình dậy. Kể cả trong cái cơn mà sống chết, em còn vẫn nghĩ tới vì sân khấu em phải vực dậy. Thì anh không có một lý do gì nói là em không thể thành công được. Anh chắc chắn ba em sẽ thành công. Và đó là The Queens. Thực sự là cái giây phút này em như là anh Dương Triệu Vũ vừa nói, em thực sự rất là tự tin hơn rất là nhiều khi mà có những người đồng đội. Em rất là yêu nghệ thuật nhưng mà em rất là đam mê làm nhóm. Em mơ về, từ bé em đã mơ là em sẽ có được một cái boy band giống như là những cái ban nhạc nổi tiếng ngày xưa, cả ngoài nước và cả trong nước của mình. Và em cũng rất là hạnh phúc khi mà có hai người đồng đội của mình đã đi cùng mình suốt bao nhiêu năm trời. Xin cảm ơn gia đình của các em rất là nhiều và gia đình của mình đã rất yêu thương nhau và tạo điều kiện cho ba bọn em ngày hôm nay. Cô biết chắc cái ban nhạc này nó sẽ tỏa sáng. Cô mong ước cái điều đó bằng tất cả tấm lòng của cô đối với tụi con. Tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho The Wings.